Chào mừng quý vị trở lại với chương trình cuộc thi gói bánh chưng bánh tét của đài Little Saigon TV. Trước phần quảng cáo thương mại, các em sinh viên, học sinh gặp rất nhiều khó khăn, rắc rối khi học gói bánh chưng. Các em có thể học cách gói bánh kịp thời để dự thi phần tổng kết tại thư giáo Phước Lộc Thọ hay không? Em tên là Catherine Hồ Minh Thu và em là ác khôi 2 của Hoa Khôi Liên Trường 2018. Em tên là Ngô Thi Christine và em là ác khôi thân thiện của Hoa Khôi Liên Trường 2018. Em tốt nghiệp ở trường UCI về ngành bio. Tên em là Lana Trần Nguyễn Ngọc Lan và em là Miss Áo Dài, Áo Khôi Duyên Dáng trong Ban Hoa Khôi Liên Trường 2018. Và em đã tốt nghiệp tại trường San Francisco State University về ngành quản lý kinh doanh. I already came really excited to make bánh chưng bánh tét because I've never did it before. But just seeing the interior of the house and how beautiful it was got me really excited to just start. Well, I definitely want to learn how to make it. I'm not a very good cook, so learning things is not very easy for me. But I know that entering this competition, I was going to have a great, you know, a great sponsor, and I have a great teacher. And that's something that I'd really like to learn how to do and maybe continue the tradition and impress my parents. Kinh nghiệm của em về bánh chưng thì không có gì hết. Em chỉ biết là lúc Tết tới là gia đình thường thường mua bánh chưng bánh tét để mà ăn thôi. Còn cách làm thì thấy trên TV nhưng mà chưa bao giờ được thực hiện trước mắt mình. Trang từ hồi nhỏ là Trang đã thấy ông bà làm rồi. Trang cũng thích làm lắm nhưng mà từ hồi qua đây á, Trang chưa có biết để mà có gì để dịp để làm. Thì hôm nay Đào mới có rút có bonsai cho mấy các em á, cho nên chị Xuân Phong chị làm nên chị rất là thích mà lần đầu tiên nên chị làm chị rất là thích. Chào các em. Rồi bây giờ mấy em mặc cái áo này vô đi để cho làm mình cho nó đẹp nhá. Đầu tiên các em lấy lá chuối lớn này, mình cắt khoảng 30 cm. So the first thing she did was she showed us the leaves, and even that little part of like the top and the bottom, I was already like, wow, okay, little details. And so she put the leaves together and then we wrapped it with this box. And then we had to make sure it was like tight, so all the corners were like really pretty. And you put a layer of rice, a layer of mung beans, some spiced and salted pork meat, bacon, she said, and then another layer of mung bean, and then after that, another layer of rice, and you just kind of fold it back like a package. Sắp đó rồi mình bỏ thêm nếp rồi nữa rồi đậu xanh cho nữa và ấp lại rồi cuốn cái lá chuối. Phần đó thì mình thấy chị làm rất là dễ dàng mà lúc mà thực hiện thì khó vô cùng. Sau đó rồi mình lấy lá chuối ép lại rồi mình cột cái dây. Thời nay thì các em sinh trưởng ở đây á, cho nên nhiều khi các em không có biết. Nên thì nếu các em có người hướng dẫn thì các em sẽ biết cách làm bánh chưng nó sẽ easy. I just wanted to absorb everything, watching her do it and her whole presentation and everything. It was like she's been doing this for years and it was very impressive, and I just want to be able to replicate that to the best of my ability. Chị đã làm thử một lần rồi các em thấy rồi ha. Bây giờ nè, giờ chị sẽ thử thử thách các em nè. Giờ các em làm cho chị coi ha. Rồi bắt đầu các em làm đi. Well, I knew that we were going to be in a competition, so a time limit was going to be in effect. So I wanted to be able to do things very accurately and quickly. So I was very focused on myself, making sure that I was doing things correctly and so that I can make everyone proud. Mà em thấy tức cười nhất là làm lúc mà bỏ thịt vô, cái miếng thịt của em á bể ra, cho nên lúc đó không biết làm sao hết, nên chị Trang cứ nói thôi thôi cứ tiếp tục làm tiếp đi, nếu không á là hết thì giờ bây giờ. I think Chi Chang is really patient with us because we made a lot of mistakes along the way, but very kind. She made me feel a lot at ease because she'll smile and laugh a lot. So even though I was nervous, I knew I was gonna have a good time regardless. Cúp cuối cùng á là khó nhất là cột cái dây. Thì cái phần dây cột á là phải ba phần trên rồi ba phần dưới, cột là không có chắc lắm, nếu chắc quá thì lúc mà nấu nó sẽ
bánh nó sẽ bở ra, mà cột cũng không có phải là lỏng lắm, nếu không thì nó không có giữ cái bánh chung lại với nhau. Thì cái phần đó đó là em gặp khó khăn nhất. Mà lúc đó là may mắn cho người friend của em là Catherine Mentor để giúp đỡ em phục cái bánh đó, tại vì tụi em có 5 phút để làm cái bánh thôi. Lana, she was the most fun to work with, I think, because I got to help her at the end, and I think that made the experience more enjoyable, because you know, you work together versus just doing it by yourself. So knowing that she was there and she needed some help along the way, for me to be able to do that for her was fun. And em Ngọc Lan thì mới đầu vô xếp lá chưa có được đẹp. Sau khi bỏ vô khuôn thì nó cũng bị hơi lòng khọng một chút xíu. Nhưng mà sau khi hoàn thành đúng giờ cũng bánh rất là đẹp. Cái bánh vuông vắn, cột rất là đẹp, cũng hơi lòng khọng nhưng mà chút xíu, nhưng mà không sao. Next time sẽ làm đẹp hơn. I think Lana is the most connected with our culture. She speaks Vietnamese like the most out of the three of us, and to me she's kind of like an older sister. I look to her for certain things, but baking bánh chưng, she was not the best. Sau khi thấy các chị làm rồi, chị quay lại chị thấy mấy em làm ha, mấy em làm rất là giỏi, rất là khéo. Thì lần đầu tiên mà như vậy thì là mấy em làm rất là giỏi. Thi là một trong những người mà làm bánh đẹp nhất, được chị Trang khen nhiều nhất, và em rất là ghen tị nhất. Tại vì Thi á, lúc mà làm á, là she very focused, không nói chuyện với ai hết. For me, like I'm very like detail oriented. I'm almost like a perfectionist when it comes with like folding things, because I like to do things like origami. And so folding things and creases, I want to make sure they're like perfect. So anytime I'm assembling things, I kind of zone everyone else out, and the steps that are in my head, I'm like, okay, I gotta make sure this corner is good, all the rice is even and flattened, and I had a lot of fun doing it, but at the same time I wanted to make sure that it looked as perfect as I could, you know, the first time. So I think she's very detail oriented. I like how she was calm and collected, and yeah, she didn't seem to make any mistakes along the way, and so I'm very proud of her for that. Bé Thi thì làm rất là đẹp, and then hơi lỏng cọng chút xíu thôi, nhưng mà khi vô rồi làm rất đẹp. Còn Minthu, lúc đầu thì hơi khó khăn một chút, tại vì không có làm được cái xếp lá chuối á, nhưng mà cuối cùng Minthu lại là người làm xong trước trong ba đứa, và Minthu là người đã giúp em cuộn lại cái bánh nữa, cho nên em rất là cảm phục và cảm ơn em. Minthu mới đầu cũng hơi lòng cọc, nhưng mà sau khi gói xong rồi thì em xếp bánh rồi em gói, nhìn bánh rất là đẹp, vuông bánh. Catherine is like, she is so silly, and she makes the whole process more fun. It's like when she makes a mistake, she kind of laughs it off, and she's like, it'll turn out great anyway, and it's true. But with me, I think I'm very like hard on myself, and so she makes the whole experience fun for all of us. But ok, sau khi các em đã làm bánh xong xuôi hết rồi ha, thì mình sẽ bắt đầu mình bỏ vô luộc. Sau khi các em đã học được cái là gói bánh chưng hôm nay ha, thì chị mong rằng kỳ tới các em sẽ đạt được giải nhất trong kỳ thi tới này. Chúc các em may mắn. Em xin cảm ơn Đào Medical Group và chị Trang đã sponsor với tụi em và cách dạy cho tụi em làm bánh chưng bánh tét cho cuộc thi lần này. To my team members, I definitely think that we are a great, great group together, the three of us. We're strong and weak in our own ways, but we bring that all to the table, and we know how to lift each other up and encourage each other. And I hope that through this process, we'll just get closer and closer, and our bond as sisters continues to grow. To my family and friends, please come out on Sunday, January 27th for the final competition, and we'll see you all there. Cảm ơn Đào Medical Group, cảm ơn chị Trang, công ty Hoa Khôi Liên Trường. Sau khi học gói và nấu bánh tét, các em còn phải tập thêm ở nhà trước khi đến dự thi phần tổng kết tại Thương Xá Phước Lộc Thọ vào dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019. Đội nào sẽ giành được giải nhất trong cuộc thi gói bánh chưng bánh tét? Xin mời quý vị
đón xem chương trình đặc biệt này để gặp gỡ các đội khác chỉ có trên đài Little Saigon TV.